con đâu có biết mẹ thầy mới đây nè, rồi gặp tổ nói là lên kiếm thầy để xin tiền xe về. Nhưng mà hôm trước con nghe nói thầy cũng gặp có, thầy rồi mà. Có gặp một lần nữa là xin cho thầy cũng cho giúp cổ 1 triệu để con đi gì với. Thầy cũng nói vậy đó, mà không biết bữa nay. Thầy bữa đó cổ mới từ bữa xe Mình Long qua lại bắt xe qua đây nè. Dạ yeah. Tức là hôm trước là mới cho 1 triệu bà à. Mà không hiểu sao mà hôm sau là hết rồi, xong rồi lại tới chỗ thầy để xin thêm tiền xe về quê. Mà ai mà cho hoài được, tại vì mình giúp vậy rồi nên cổ cũng cho hoài, cho tiền mà khả năng cho nó một tiền sửa này. Cổ lại xin 1 triệu, ngày cũng cho 4 triệu xong rồi cũng đi, ngày hôm sau cũng lại nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Hôm nay Quốc Chiến dành cái thời gian cuối tuần đó đi thăm lại Thiền Đức và Sư Thầy xem bây giờ cuộc sống của em như thế nào vậy các bạn. Giờ là cũng gần tháng rồi thầy ha. Chưa, còn có 8-9 ngàn. 8-9 ngàn nữa. Chắc cỡ 19 tháng, tháng 12 á. Dạ. Được 1 tháng. Nó sinh 19 tháng nha. Tháng 11. Ngủ kìa. Tóc bữa nay mọc dài còn luôn ha. Dài hơn nhiều luôn á. Dài. Mà cỡ này chưa cắt được ha. Trời, ai ngủ kìa, ai ngủ mà sao mắt phê phê. Đang phê. Mới bú xong cái nó ngủ á. Thấy nè. Này tay chân mập hơn ha. Hao mới chưa. Hồng hào hơn nè. Đúng rồi. Hồng hào hơn. Nó ngoan được cái thằng này, nó ngoan, nó trắng, tay trắng trẻo lắm, thấy không? Chị qua đứa em nó, đứa chị nó lại thấy cũng trắng trẻo lắm. Dạ. Yeah. Mặt cũng toàn do à, nó nu à. Phê đó. Uống nhiều không thầy? Sữa nhiều. Nhiều chứ. Uống mới đây hết 2 hộp rồi đó, mới mua em 1 hộp nữa đó. Dạ. Yeah. Em mua cho em mấy hộp. Ừ. Mà phải mua giống cái loại sữa của nó, tại sao sợ mình mua khác cái loại. Đúng sữa rồi, đang uống nhiều chừng. Nó uống không có hợp á, rồi dạ. Không, phải mua giống cái loại đó luôn. Nên thầy mới hỏi á. Bình thường thì có hay khóc không này? Không, nó không khóc. Nó là nó chỉ sinh xong rồi. Nó ị những cái rồi là nó khóc lên vậy thôi, rồi mình đau rồi xong là nó im luôn rồi nó ngủ tiếp mà. Nó ngoan lắm này nè. Ngoan lắm. Vậy khi nào mà đói hoặc là đó, đi vệ sinh rồi. Vậy là e e. Ờ đúng rồi. Cái e rồi xong cho nó bú nó im luôn à. Hi hi các bạn. Tắm có khóc không con? Không. Không à, tắm thấy con. Thích chứ. Thời không tắm nó không ngủ á. Dạ hả? Ờ sáng mà không tắm nó 7 giờ hay 8 giờ mà không tắm nó là nó không ngủ. Vậy là ngày nào không tắm luôn hả? Ngày nào cũng phải tắm nó quen rồi đó. Không tắm nó là nó không có ngủ, nó mở hai con mắt tào táo vậy, tắm nó xong cái nó phê là nó ngủ luôn. Mở mắt ra kìa. Ừ, mở mắt á. Hello. Bữa trước ghé là thấy là nửa tiếng là uống lần rồi thầy. Ừ, nó uống nhiều lắm. Giờ nhiều hơn nữa hả? À, nó uống 40. 40 hả? Bữa trước uống 30ml thôi. Giờ uống nhiều hơn rồi. Nó càng lớn thì nó phải càng uống nhiều chứ. Dạ. Nên cho nó uống nhiều. Mà nó cái nó đêm nó hít cỡ 3 cũng dốc không ạ? 4 lần. À, nó vậy thôi à. Bà chắc trông cực lắm. À, nhưng mà có thấy được cũng rồi. Thức dậy đòi uống sữa hả? Đó này, nó đòi uống sữa, hàng nó đái gì đó. À. Cũng khóc. Vậy là biết điều chứ ha, biết là biết khóc á. Nó hay á, mà không có bận tả tại vì sợ á, bận tả nó hâm á. Dạ. Nghiệp nó là các bạn cứ để bình thường vậy nè. Dạ, vậy thay có tấm lót này nè. Dạ. Chứ mà bận cho cái nó hâm nó đỏ. Tội nghiệp ha. Nó có bận, nhưng nó đái ướt là nó biết ướt, nhưng mà nó không ướt là nó không chịu nha. Dạ. Không khô. Chịu. Nó im mà ướt là nó la. Chỉ cần lao cho nó khô lại rồi bằng quần xúc phấn vô là bắt đầu nó ngủ à. Đó, các bạn thấy không, nhỏ là ngoan nhất thế giới luôn. Ừ, nó ngoan được cái vậy á. Không ngoan, có khóc luôn ạ. Chỉ có khi nào đói hoặc là đi vệ sinh rồi mới báo thôi, báo bằng e thôi. Rồi biết là biết nó đi vệ sinh á, không mấy là nó muốn bú á. Tóc dài cả gan rồi các bạn. Đen thui luôn, tóc mà trẻ em thường là thấy mới đẻ ra tóc nó cứ vàng vàng vàng. Nó không được đen như vậy mà. Này đen thui luôn. Thằng này tóc nhiều. Mũi cao. Ừ. Thằng này dễ thương. Ai cũng khen á. Thấy Phật tử lại á. Bữa đi khám sao vậy thầy? Bữa đi khám thì nó nói không có gì hết. Nhưng mà nó có con cái giấy chứng sanh mình không lấy được. Dạ. Yeah. Mới gặp mẹ nó kêu mẹ nó nói là mẹ nó lấy giấy chứng sanh rồi. Nhưng mà cuối cùng thì mẹ nó nói là để đem gì dưới cho má cổ đó. Làm giấy chứng sanh cho nhỏ bây giờ có đem lên. Ừ. Dạy cũng nói ừ. Nếu tại vì em biết chắc là sợ tốn tiền hay sao không đi lấy. Nhưng mà
mình cũng nói nó họ nói như vậy rồi thì mình đâu có biết sao, thì nó để cậu lấy giấy chứng sinh rồi đang làm giấy tờ gì đó, giấy khai sinh gì đó, mình chỉ nghe vậy thôi. Mà thầy cũng không biết cậu có lấy chưa, mình cũng không có hỏi nữa. Rồi cậu lợi chiều qua có cuốn lợi nữa nè. Dạ, yeah. Mấy bữa nay có hay lại không thầy? Có, mới lại mẹ hay nè, chiều qua thầy đi đi về chùa giữ cái lễ thánh trụ trì của những trụ trì, làm cái lễ an vị của chùa ở dưới Bến Tre á. Dạ. Thì nói chung là cũng không có biết mẹ thầy mới đây nè, rồi gặp tổ nói là lên kiếm thầy để xin tiền xe về. Nhưng mà hôm trước con nghe nói thầy cũng gặp có, thầy rồi mà. Có gặp một lần nữa là xin cho thầy cũng cho giúp cổ 1 triệu để con đi gì nhớ. Thầy cũng nói vậy đó. Mà không biết bữa nay. Mày bữa đó cổ mới từ cái xe Long qua lại bắt xe qua đây nè. Dạ. Yeah. Tức là hôm trước là mới cho 1 triệu bà à. Mà không hiểu sao mà hôm sau là hết rồi, xong rồi lại tới chỗ thầy để xin thêm tiền xe về quê. Mà ai mày cho hoài được, tại vì mình giúp vậy rồi nên cổ cũng cho hoài, cho tiền mà khả năng mày cho nó một tiền sửa này. Cổ lại xin 1 triệu ngày cũng cho 4 triệu xong rồi cũng đi. Thì hôm sau cũng lại nữa, cũng lại chiều, rất chiều. Chú Sơn chạy từ xe mà cũng đứa nhỏ qua. Thì thầy không nói lúc đó thầy đi rồi, thầy đi về Bến Tre rồi. Thì bữa nói với chú đó là thầy cũng đi đó, yeah. Có đó. Thực sự đó. Các bạn là khi mà chăm sóc một bé nhỏ rất là cực, mà rất là tốn nhiều cái chi phí nữa. Đặc biệt là một cái trẻ mà vừa sơ sinh được chưa được đủ tháng á, chăm rất là cực. Mà mua mấy cái này nè cũng mắc ghê lắm các bạn, mấy cái này mấy đồ trẻ mắc lắm. Mua mấy cái này như vậy nó bán gần 200 mấy, 250, 300. Mà chị Loan mà cứ tới Hoài xin tiền là chắc không có hay. Mua ba cái đồ đó là kẹt con người có 4 triệu cho sửa nữa. Trời đất, hôm qua khóc lóc sao rồi bà? À, nó không có tiền gì xe qua xin thầy 500.000 xe. Trời thì, ơi. Thì là thầy không có nhà đâu, đâu có mở cửa ra. Dạ đúng rồi, đừng có mở cửa ra nha. Ừ, thì thầy cũng có dặn mấy người lạ vô đừng mở cửa. Tại vì mình mở cửa mình đâu biết ai. Hôm trước mới cho 1 triệu tiền mà có xài kiểu gì làm sao mà hết được nhanh vậy đúng không? Tiền xe thì vài trăm ngàn thôi là đủ rồi, 200, 300 là đủ rồi. Có về không, mình cũng không biết. Bữa cô có nói về quê em gì không thầy? Về quê đó, về dưới ở, bán bún riêu này nọ. Yeah. Mình cũng nghe cô nói như vậy thì mình cũng nói thôi, nếu mà về dưới thì về. Về dưới làm đứa con gái về dưới đó. Thực sự là bữa trước á, gặp con cũng nói là cổ về quê được mấy ngày rồi, bán bún riêu với rồi. Nhưng mà con liên lạc với là người nhà của cổ thì nói là chưa về. Nói là cổ ở đâu thì báo để người ta đưa cổ về. Bởi vậy. Vậy hàng xóm còn nói cổ chưa có về nữa. Đó, bữa hôm nay cũng qua nói cái vụ đó. Tại vì nói chung là mình chỉ biết thằng nhỏ này thôi, mình giúp. Dạ thôi mình cố gắng lo cho thằng nhỏ thôi chứ còn cổ ấy, ví dụ mà cổ làm gì mình đâu biết, thầy cũng đâu có thể nào mà đi điều tra là gì hết. Nhưng mà con cái tại vì thấy thằng này nó ngoan thiệt, công nhận nó dễ thương mà nó ngoan. Ngoan thì là nãy giờ vô không có thấy khóc, không có thấy đậy vậy. Không, không vậy đâu. Nằm im re luôn. Nằm im re luôn nha. Rồi ngủ tiếp rồi. Có khi nó lanh lắm nghe, kêu nó là nó mái lên nó dòm á nha. Nít mà nhỏ nhỏ gì mà nó lanh, nó lanh công lanh lắm. Quái nó dòm nó mà dài hạn như là mà thấy tay của nó tốt ghê thầy ơi. Tay của nó này. Tay rất là bự luôn, cái giấy tay thầy thấy không? Nó cứ kêu ơi là nó muốn nói chuyện luôn á nghe. Yeah. Không phải là mình nói nó làm như nếu mà thằng này 3-4 tháng nữa, bé này 3-4 tháng nữa là nó có thể là nó lanh lắm á. Lanh lắm hả? Ừ, nó lanh. Nhưng mà con thấy cái tướng tốt ghê á, mũi đẹp, cao đẹp mà tay cực kỳ đẹp luôn á, tay rất là to luôn. Đúng rồi. Tay Phật. Cái miệng dễ thương thấy không? À. Đó. Ngoan. Bữa nay nhìn nó cái mặt nó bầu bỉnh đó ha. Tròn ấy. Bữa nay mập hơn à. À mặt mà ý là nó đầy đặn hơn, với lại kiểu như hồng hào hơn rồi. À đúng rồi. Hôm trước là kiểu như mặt nó rất là xanh. Đúng rồi. Cái gì chăm sóc nó, hôm nay nó cũng ngoan. Năm nay ấm áp và ngủ sướng ha. Năm nay bắt tối nó ngủ là nó nực á, là nó đá cái mền ra nha, đắp nó vô là nó đá văng ra. Dạ. Yeah. Biết đá lên rồi bắt cái máy lạnh lên cho nó im. Nó ngủ quen sao mình không biết, nhưng mà miệng tắt cái máy lạnh mà đắp mền nó lên là nó không chịu. Nó banh ra gì nó ngủ ngoan gì con cún vậy. Nó nhìn mặt nó quay gần mặt nó thấy không đó. Công nhận tóc mọc dài ghê luôn. Nó dài. Nhăn dài, mới có mấy bữa không gặp mà dài dữ. Dài mà nó đen khui à. Thấy không? À bởi vậy nè, bụng nó bú no lên nè, thấy không?
Nay rúng nó rụng rồi nè. Ừ, nó rụng hẩm hẩm nó lâu lắm nó không rụng, bữa nay nó rụng rồi nè. Mới bún nào nè. Bụng cóc. Bữa bị nổi ban hết hả? Nó nổi nó làm như là nó bị mì đai vậy đó. Dạ. Về mua ba cái thuốc cho nó uống, ra bác sĩ vào đây nè khám. Bữa đó mình cũng sợ nữa, ra khám cái bác sĩ nó không sao gì. Rồi để đó đi. Không có sao đâu. Rồi nó bị dị ứng đớm á. Dạ. Rồi bắt đầu cái mua thuốc ra bác sĩ nó khám đó. Rồi nó mới uống 2 ngày là nó lặn nè. Lặn luôn hả? Đó là bằng trẻ em mà. Ừ, mình cũng sợ nữa. Cũng sợ biết nó có sao, tính đem qua Nhi Đồng cái qua đây. Qua gần đây nè, đi ra khám có bác sĩ Nhi á. Dạ. Khám người ta cho thuốc uống hay lắm. Nhỏ xíu à. Nhưng mà thấy như là bự hơn bữa trước xíu à. Bự. Công nhận mũi cao ghê luôn á. Nó mới tháng mà. Nào người thấy không? Nhìn rất là có nét luôn. Chăm cực mà. Cực chứ. Cực lắm hả? Chăm nít là cực rồi ha. Nó cực đúng rồi. Nó hốc cao còn điềm á. Chăm nít thôi mà ví dụ nó vài tháng tuổi thì còn đỡ nha. Này là còn nhỏ nên phải chăm cẩn thận dữ lắm. Đúng rồi, phải hơ đó. Ngày hơ hay lần. Hơ sao thầy? Hơ nó đốt thang lên á, hơ qua cái mát nó nè cho nó ấm. Tay chân của nó, lưng của nó nè. Cho nó ấm. Hơ bộ kết thì hơ gì đó. Không có thang. Mua thang về cái đầu mình đốt lên cái đầu nó tàn. Nó ấm cho mọi nó nè. Nó kéo cái lỗ tai nó ra. Đầu trong do nó nằm gói này nó không có bị méo. Không mình thì ăn này cũng dễ thương thiệt. Ha. Nhìn nó như thiên thần vậy đó. Này cũng tay dài nè, đâu có dám hớp. Tay dài. Nhỏ dám, chưa dám cắt gì hết hả? Không dám cắt nè. Tay nó tại dài. Tí à. Ờ, mình không dám cắt. À. Đúng là dài ra rồi nhưng mà chưa cắt được đâu. Lại thôi để chưa cắt được đâu. Ờ, tại vì nó còn nhỏ quá. Dạ. Mình cắt nó không tay bé xíu rồi. Còn ngày bé tí à. Ừ. Mày biết nữa sướng không? Tay nó nhìn đẹp ghê. Tay rất là dài luôn á, ngón tay rất là dài. Dài đẹp. Từ nhỏ xíu mà tay dài lắm hả? Ừ. Tay dài thượt nè, mới để lên. Này lớn lên là dài chắc phải cả gan luôn á. Tay dài hượt hà. Đúng rồi. Thường là thấy trẻ con là tay nó mụm mụm mà nó úp úp. Nó múc nó bự lên là nó bự như vậy chưa à. Trắng ghê luôn á thằng đứa trắng. Rồi. Công nhận trắng kinh khủng. Ừ. Nhìn nha. Cái con bưởi á. Thương tốt á. Ừ. Tay mọi người cho mọi người coi cái tay của em nè. Rất là dài, rất là đẹp luôn á. Cái tay rất là thon. Thường đúng là rồi. Của trẻ em á, tay nó múc. Đúng rồi, thằng này nó thon. Thon nó dài. Đẹp ạ. Ngủ rồi. Rất là ngoan luôn, lần nào ghé cái là cũng ngủ hết. Ừ, nó ngủ. Không có khóc gì vậy. Cái vậy á. Dễ nuôi. Gặp mấy đứa khác nó khóc đêm á, nó chịu không nổi đâu. Thầy với bà có hay bế không? Có chứ, phải bế cho nó có hơi chứ. Không bế nó đâu được. Mà bế nhiều quá là sợ quen á. Không, không có bế nhiều, chỉ cho nó bế. Có khi nó khóc quay quay vậy mình nằm nó lên á. Cho nó ấm, cho nó có cái hơi thôi. Đó, trời ơi. Nó tở mình rồi đó. Nằm này yên quá mà ngủ rồi cái mỏ kìa. Mỏ chua rồi mọi người. Mỏ chua chua. Cưng. Đắp rồi cho nó. Ngủ vậy là nó ngủ luôn. Ngủ có khi là ngủ cả mấy tiếng đồng hồ. Dạ. Yeah. Ham ngủ quá, kêu nó thức dậy cho nó bú. Nhiều khi quên bú luôn ha. Quên bú nó ngủ á. Không, bọn nít cái tuổi này nó ngủ. Dạ đúng rồi, trẻ con bây giờ chắc phải ngủ 16, 18 tiếng ngày. Vậy là mấy bữa nay là ăn uống sữa bình thường ha thầy, uống khỏe không có gì ha. Không có gì hết. Thì cũng mừng. Không có bệnh, không có sổ mũi hay gì hết. Đưa nó vô nó mà để mà nó đói ha, thiệt đói ha là đưa cái bình sữa vô nó nuốt nút họ cực luôn. Mà nó nuốt mà mình thấy mình hết hồn luôn, nó nuốt yeah. Nghe luôn nha. Nó đói á. Dạ. Yeah. Để mà nó đói là nó nuốt vậy á, nó nuốt nhanh mình sợ nó sặc không. Hay lắm, bỏ vô là nó đê kê cái nó vô là nó hạ hồng lên là đút vô là nó bật. Từ hồi nuôi bé giờ cuộc sống của thầy thay đổi nhiều không? Đâu gì, tại vì cũng có mẹ hay chăm sóc nè. Yeah. Rồi nó cũng không có gì hết, nói chung gì thật lại cũng bình thường.
Nhưng mà cũng thêm công việc ha. Tại vì mình cũng coi vậy đó, phụ vậy thôi. Sáng thì chắc cũng ghé qua xíu rồi đi làm vậy là. Mình thấy dễ thương lắm. Thấy ngoan là mừng rồi. Nó ngoan, mình cũng ngoan. Có nhiều đứa nhỏ mà nó quấy lắm. Quấy lắm, nó khóc đêm chịu không nổi đâu. Cảm nó hay dở mà hằng này được cái vậy. Đúng là hay. Nghĩ sao mà hay thì chắc không biết là số phận. Phải cố gắng. Bạn nằm ngủ ngoan không? Chừng nó nằm vậy chứ nhìn thấy im ấm rồi phải không, sung sướng. Trời, đi theo mẹ nó cũng thấy tội. Đứa con gái đó, nhìn thấy tội lắm. Ẩm theo mà cái miệng nó giờ nó đỏ đèn, nó nóng làm sao mà cổ để nó đỏ đèn, nó tóc luôn á. Đứa con gái cổ nhìn nhỏ cưng lắm. Nhỏ nó cũng trắng trẻo giống ngày vậy nè. Mà không biết giờ cô Ẩm đi đâu mình không có hỏi chiều qua, tại vì em có gặp mẹ thì gặp mẹ nói. Thực ra con cũng không rõ luôn, tại vì có những lúc thì cô đi lang thang mình. Rồi hôm bữa con gặp thì có gặp Ẩm bé gái, xong rồi đem vô gửi cho người nào ở gần cái chỗ cầu đi bộ lĩnh á, không biết là gửi ta nuôi luôn hay là gửi tạm, nhưng mà thấy nó gửi rất là lâu rồi. Chắc cũng gửi đó chứ gì, mình cũng hỏi rồi, không gặp, gặp ông chồng cổ không? Dạ, con không gặp, có gọi điện cho thầy không? Thầy điện thoại thấy có mấy bắt má. Dạ. Tự nhiên điện thoại hỏi được cổ mà không thấy bắt má. Bữa nó bệnh á, thầy cũng hỏi, thầy cũng sợ đó. Bữa chị Loan ghé vô đây thăm cháu lâu không thầy? Được có chút hà. Cũng đâu có, nó đang ngủ, lúc đó nó đang ngủ. Chưa có cái giò luôn. Vậy hả? Rồi có giò rồi ra về hả? Trời đất. Ra về, tính ra về rồi nhưng mà có quay lại. Con nó phục vậy đó, mình cũng thôi thì giúp cho cô 1 triệu. Của nó cũng lên, từ anh em cũng đi lên đây mà. Mình cũng nói thôi cho cô 1 triệu, cái hàng rất là nhiều. Rồi có lấy 1 triệu về. Rồi về ai biết ngày sau tới lại nữa. Dạ, giờ con cũng chưa hiểu vấn đề thế nào đâu, nhưng mà để tìm hiểu thêm sau. Không biết có hợp hay không, mình cũng không có tìm hiểu rõ cái vụ đó nên thầy mới tìm hiểu. Thôi, cứ tập trung lo cho bé thôi. Ơi, Hiện Đức ơi, Đức nghe, nghe, chú lại thăm nè. Dạ, tỉnh đi. Uống sữa, nãy giờ ngủ cũng lâu rồi đó. Nghe nè. Thấy không, nghe không, nè. Đưa cái bình là ngậm lên luôn á. Chưa, để từ từ nó vô miệng nè. Nè. Ngủ rồi. Nè. Bú con. Rồi nó ngủ rồi, nó ham ngủ quá. Ngủ dữ vậy. Hả? Ngủ quá trời ngủ luôn hà. Ngủ riết mà mắt đổ ghen luôn á. Nè. Đó, tỉnh ngủ rồi đó. Muốn chụt chụt rồi. Con nó bú hay không? Thường thầy cho hay cho bé bú không? Cho chứ. Nâng cao cổ vậy cho đỡ nghẹn ha. Chứ để nó nằm nó sạch sữa. Thì tại vì cái bao tử của nó chưa được cái, nó chưa có co bóp á. Dạ. Nên nó còn hẳn. Thôi mình phải để cho nó đứng nè. Ủa bắt lim dim dữ ha. Rồi quên lấy cái hăng. Hăng này thôi. Được hăng này. Kìa á. Người ta đang ngủ à, bắt người ta đi bú à. Ghét quá à. Bắt lim dim nè. Có mấy chú lấy thăm nè, giờ ẩm gì con. Ôi, ẩm không? Ẩm không? Ẩm đi. Ẩm thử đi. Đó, đỡ cái đầu đó, đó. Hello. Để cái đầu, để nó xuống dưới cái đùi đó, đó. Đó. Nè, bỏ vô là nó hả họng lên nè. Nè, bú đi. Hả? Hả nha. Ba, ngoan dữ rồi. Chưa bú sát. Không. Để thầy chờ bú. Ẩm đi không, ẩm nó đi. Ẩm nó chơi đó. Nâng đầu này vậy ha. Nâng đầu nó. Không, bú xong cái vỗ cái lưng nó vậy nè cho nó ở cái hơi nó ra. Thấy không, nó nằm ngoan á. Liêm diêm nữa rồi. Nó liêm diêm nữa rồi. Nó nết mắc ghen quá ha, mắc nhiễm nhiều ghen. Nó không con của thầy gì của thầy á. Nó tới 3 tháng nó mới hết. Nó bị đổ ghèn,
dễ thương, ngủ nữa rồi nằm trên tay, ngủ nữa rồi có nít ngủ nhiều lắm. Tiếp đi con. Rồi, để xuống đây. Thôi, ngủ tiếp đi con. Mắt đen thui luôn á. Ôi, ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi. Rồi, em em xuống nha. Em em xuống nha. Rồi. Mắt đen ngủ ngon nè, tự nhiên kêu người ta dậy nè. Rất là ngon anh, không có hỏi cái gì luôn. Cực kỳ ngon luôn á. Để gì là hồi nó ngủ rồi đó này. Nói rồi, nhắm mắt rồi. Tiện Đức ơi. Tiện Đức ơi. Để gì đây em ngủ rồi. Hello. Bé đang uống sữa gì thế? Agilac. Agilac hả? Dạ Agilac. Để bữa sau con gái con đưa vài hộp nha. Nay thầy cũng mới mua hai hộp thì uống bao lâu rồi xong? Nó uống chắc cỡ khoảng 2 tuần. 2 tuần. Cũng nhỏ mà. Càng ngày càng uống nhiều á. Ừ, càng lớn thì càng uống nhiều. Mức đổi bình. Nay nó uống tới đây rồi nè. Dạ. 40 mình uống. Ý là một lần. Một lần. Mình bình thường là bữa trước là 30, bây giờ là 40 rồi, uống từ từ rồi ha. Cho nó uống nhiều quá nó bị hộc sữa à. Đây cái má này nha, uống vấn ra luôn hay không đó. Ngáp rồi đây cưng ghê. Chú ngồi hôm nay con cũng tranh thủ thời gian á thăm thầy bé xíu, và nãy định mua cho bé hộp sữa mà không biết sữa gì, để bữa sau ghé con mua cho nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cú Chiến cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Cú Chiến nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nhất ạ.